Tối đêm nay, cô chú rể Quốc Thịnh sánh duyên cùng với cô dâu Minh Thùy. Và lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Yến sẽ được thay mặt cho những người thực hiện chương trình. Dịch vụ trang trí thì cứ trọn gói Lộc Hằng cùng với âm thanh ánh sáng 2 tấn sẽ được phép gửi đến toàn thể quý vị khách quý. Với lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời chào mừng thân thương và nồng nhiệt nhất. Thân mến, yêu và được yêu là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Ai sinh ra cũng có một trái tim để sống, một trái tim để hòa nhập, kết nối yêu thương và tình yêu đã mách bảo cho chú rể Quốc Thịnh của chúng ta gặp được cô dâu Minh Thùy. Và sau thời gian dài tìm hiểu yêu nhau, được sự tác hợp của hai bên cha mẹ cũng như là sự nhất trí của hai họ đôi bên, thì anh chị đã chính thức chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ. Vâng vâng, Ngọc Yến cũng xin phép được thay mặt cho tất cả các vị quan khách quý có mặt trong buổi lễ tân hôn tới đêm nay, cùng với toàn thể những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng 2 tấn sẽ được chúc cho đôi yêu ngương của chúng ta sẽ được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa vô thê. Kính thưa quý vị thân mến, và đến với buổi tiệc tân hôn tới đêm nay thì ngoài những món ăn chiêu đãi mà gia đình đã chuẩn bị sẵn để chiêu đãi cho tất cả các vị, thì âm nhạc cũng một phần cơm thể thiếu để góp phần cho buổi lễ tân hôn tới đêm nay được thêm phần vui tươi và trang trọng hơn. Thì một lời nữa, Ngọc Yến cũng sẽ phép được thay mặt cho toàn thể những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng 2 tấn sẽ được thân thương kính mời tiếng hát giao lưu của tất cả các vị quan khách có mặt trong buổi tiệc tân hôn tới đêm nay. Và xin được thân mời tiếng hát giao lưu đến từ tất cả quý vị quan khách sẽ cùng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cho đôi ngôn của chúng ta trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin được thân thương kính mời. Và ngay bây giờ, không để bầu không khí của chúng ta thêm vắng lặng hơn nữa, xin được thân mời tất cả quý vị hãy cùng nhau dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nữa để chương trình giao lưu văn nghệ xin mặc phép được bắt đầu. Và để mở đầu cho chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi tối đêm nay, một ca khúc đầu tiên cho phép Ngọc Yến cũng như là toàn thể những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng 2 tấn sẽ được gửi tặng đến quý vị và cũng như là dành tặng cho đôi uyên ương của chúng ta.